Em đưa đấy, nhớ anh thấy không, anh đi mãi rồi anh cứ đi với con hổ nhé làm cái gì. Anh thấy không, bây giờ chỉ có em với anh là đẹp nhất thôi. Anh cứ đi một vòng đi trái bằng em thôi. Quý vị công nhận không ạ? Đấy, nói thì không nghe, nó cứ đi lung tung. Nó linh tinh lắm. Nãy giờ thì như là tính cho nó câu nào toàn như nói không ạ? Thì Tiến chỉ hát thôi, đâu cần phải nói. Đứng nguyên được rồi, người đẹp cũng cần phải nói nhiều. Người xấu mới nói nhiều. Mà người xấu mà nói nhiều như được cái thì nó không bị vô duyên ấy. Nếu mà vô duyên thì bị đuổi vào rồi. Phải không quý vị? Đấy. Thế thì bây giờ sao anh bóp em đau thế? Anh run à? Anh run quá. Anh run à? Nó bóp cái đau thế? Bóp vừa thế rồi. Cái gì? Thôi là cho mình hát cho cử nghe đi ha. Biết rồi, nhưng mà thì nó bóp đau. Thì nghe nó ra nó run còn nó bóp mình đau thế chứ. Thế là bây giờ hát đi. Quá không thể bảo. Rồi hát đây, phụ kê. Mình ơi em chẳng cho về thế này. Tí nữa, bây giờ hát bài này đã để Tiến ấy, tại vì cả cái bài đấy Tiến nó chả được câu nào ấy. Nó cứ ngồi nó nhìn. Cái bài đó Tiến chỉ đóng model đồ chồng. Nhưng không được hát câu nào. Đóng làm chồng, model đồ cái gì? Làm người tình không chân dung. Ừ, thế mà nó lại bền đấy anh ạ. Lấy nhau về có khi bỏ nhau sớm. Dạ vâng, cho hát này nhá. Vâng ạ, sau đây là bài hát được mang tên bài không tên cuối cùng. Đấy, nó giới thiệu rồi thôi. Lần đầu tiên thưa quý vị. Dạ, và bây giờ lại em đi vào đây. Mua hả? Nếu quý vị. Thôi chưa, ở đây. Nhưng mà hát nữa là dùng Lâm Nguy à? Lâm Nguy nó rớt rồi, thôi đừng gỡ ra luôn. Mệt quá. Sốt cả ruột, Nguy mới chẳng biết. Dán dạ này keo nó dở thế không biết. Trời, Nguy hồng thế em. Nhưng là nó cướp cái cưng. Không, nhưng mà tại vì lúc này anh quệt một cái thế là nó bóc luôn ấy. Anh đừng quệt đấy thì nó không bóc. Anh quệt cái tự nhiên mắt con đậu con bay ấy, nó buồn cười lắm. Quý vị, quý vị nhưng rất ưng là dễ thương quý vị, rất là thật, tôi rất là thật và công nhận điều đó. Thể hiện qua lời, qua cách anh nói, qua cách hát, nhưng biết là người của người rất là thật. Ra Lâm Tiến rất là thích hát, thích hát chung với lại Dung. Mẹ Mỹ Sương nói vậy, mẹ Mỹ Sương nói là lần đây là vân là được tiếp tục chết tôi lời. Quý vị nhớ nhá, nó bảo nó thích em nhá. Bao nhiêu năm nay nó không thổ lộ nhá. Hỏi nó có thích không, nó bảo bình thường. Bây giờ nó lòi ra rồi đấy. Nó bảo thích mình. Thế anh lấy em đi, bây giờ em available đó. Em cũng già rồi, em già rồi. Tôi hai chúng mình cùng già thì tôi về ở nhau, chăm nhau, hát với nhau chứ còn gì nữa. Chơi luôn, nhớ cho nó nha. Không, không được chơi đâu, ở thôi. À, bây giờ mình hát người ta phải... Vừa hát của Tố Hoài em ạ. Khán giả biết tiếng Nguyễn Hồng Nhung mà, phải không ạ? Lúc nào chả đùa thế, nhanh lắm. Nhưng mà quý vị thương là vì cái đấy đấy. Có duyên. Rất là có duyên. Vì nhanh ấy chứ không gì chứ. À, có như nào thì mình sống như thế chứ. Lúc lên sân khấu đã diễn rồi thì còn phải diễn nó mệt lắm. Đúng không? Mình chỉ hát để diễn thôi. Chứ còn mình sống với khán giả mình phải sống bằng trái tim. Nếu mà mình có thật hay không khán giả biết liền. Phải không ạ? Đó. Cái gì đấy? Anh nói cái gì đấy? Anh báo bài hát mà như là anh quát mặt em ấy. Lâm Tiến nhắc nhở với Dung là Lâm Tiến muốn hát chung với Dung bài này. Lâu lắm rồi không được hát ở đây. Bài hát được mang tên là Tình Yêu Tình Người của mình cũng mới hết cái thuốc nghe mà. Tình yêu tình người ạ. À. Wow. Đây là bài hát kỷ niệm lần đầu tiên hai đứa hát với nhau cách đây gần 20 năm anh nhỉ. Ôi dồi ôi, sao mình già thế chị. Nhắc chi. Anh ơi, đấy, ban nào bắt đầu tìm bài. Trong lúc tìm bài là em tranh thủ nhá. Đấy, để em thư giãn cho mọi người cho đỡ buồn nhá. Mọi người thích kể chuyện ma của chúng ngạn không? Nhiều khi khán giả bảo con này nó như là con bị điên ấy. Nhưng mà nó thế thôi. Thế. Em thì trông thế thôi mà điên thật. Nhưng mà em đây bài này mình chưa hát với anh nhạc.
em thích. Thành ra mình đổi nhé em. Cổ ứa nhé. Cổ ứa đúng không ý? À, không được đâu. Nam Nguyên ở trong kia nó đánh chết. Không sao đâu. Không sao à? Em đánh được mà. À thì anh ấy đúng rồi, anh to nó bước rồi đúng không? Nguyên đồng nghiệp mà cổ ứa được không á? Dạ. Rồi. Và xin cảm tạ quý vị rất nhiều. À, anh đi vào đây. Một lần nữa. Tình ơi á. Nguyễn Hồng Dung. Tình ơi, trái trở về. Em phải đi vào. I love you. Để thay đổi một cái chút xíu là mình tiến xin gửi quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trúc Hồ. Bài hát mang tên là Tội nghiệp cho anh. Xin mời quý vị. Xin mời quý vị. Thế vậy tôi bối rồi, không chút xíu nữa nha. Đã gì đấy, nhạc chậm nhiều bối rồi, giờ sung sung cái xíu nhau con. Ok, bài hát mang tên Đỉnh Gió Hút. Xin mời quý vị. Xin mời quý vị. Mỗi lần hát bài này, đúng rồi, tiếng muốn hát thêm bài nữa, được không ạ? Bài hát được một tên là Máy Yêu Người Thôi, mời xem. Quý vị, bây giờ mà quý vị muốn nghe kể chuyện thật không? Đây không phải là bộ đồ Lâm Nhật Tiến chuẩn bị để lên sân khấu, mà quần áo của mình để quên ở nhà. Bây giờ bộ đồ này á, là bộ đồ kiếm thay thế. Mà quý vị đồng ý không? Khi mà đẹp trai ngời ngời rồi, tao nói mặc cái gì cũng đẹp, đúng không quý vị? Đẹp có tay có lông được đi. Cô quý vị rất nhiều, cảm ơn quý vị. Xin được tiết lỗi với anh, tại vì đi hôm qua tại có cái show bà con của bác thành lập Houston. Mà tiếng quên là hôm nay phải show ở đây. Thành ra tiếng quên mang quần áo để đi diễn, thì là mặc đầy nhiều diễn luôn. Chỉ mà lại lạ quý vị. Cảm ơn quý vị đã tham dự chương trình. Ai ra kéo máy đánh bài, chúc quý vị đánh đâu thắng đó. Ai lái xe về, lái xe cẩn thận nha bà con. Rồi, hẹn gặp quý vị 3 tháng 9 cũng tại sòng bài này. Chương trình văn nghệ liên lạc với Loan và Đạt. Good night, Minnesota.